Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn mới tỉnh Bắc Cạn giờ đây đã có nhiều đổi thay, tích cực theo hướng văn minh, hiện đại. Dù là một tỉnh nghèo ở miền núi phía Bắc, nhưng với sự nỗ lực cùng nhiều giải pháp quyết liệt, tỉnh Bắc Cạn giờ đây đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Nhiều xã bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển sản phẩm đặc sản vùng miền OCOP gắn với phát triển vùng du lịch sinh thái, giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, tạo điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước là những thành tựu mà Bắc Cạn đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, tỉnh Bắc Cạn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ngày càng khởi sắc để đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Phát huy thành tựu đã đạt được, năm 2023, tỉnh Bắc Cạn phấn đấu có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 100 thôn nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh Bắc Cạn đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể, trong đó có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua Bắc Cạn chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong khi mà xây dựng nông thôn mới thì phải nói là cái nguồn lực đối với Bắc Cạn rất khó khăn. Khó khăn lớn nhất là nguồn lực. Còn Bắc Cạn thì từ khi có chương trình thì luôn luôn là tuân thủ và chấp hành các cái hướng dẫn, các cái mục tiêu rồi là các cái định hướng lớn của Trung ương. Nhưng về cụ thể hóa tại điều kiện Bắc Cạn thì do cái điểm xuất phát thấp, rồi là nó khó khăn, cho nên là xây dựng nông thôn mới đến nay có thể nói là vẫn là một trong những tỉnh khó khăn nhất cả nước. Năm 2023, tỉnh Bắc Cạn có khoảng 580.000 lượt du khách đến địa phương, trong đó du khách quốc tế là 2.325 lượt người. Bởi vậy, phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới là hướng đi phù hợp nhằm khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Đây cũng là nỗ lực mà một tỉnh miền núi Bắc Cạn đã tập trung đi đúng hướng trong nhiều năm xây dựng nông thôn mới qua từng giai đoạn. Danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đã được quốc tế vinh danh là một trong 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Mới đây, trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada đưa ra gợi ý vườn quốc gia Ba Bể là một trong 10 điểm đến hấp dẫn cho hành trình xuyên Việt. Với những tiềm năng hiện có, Hồ Ba Bể là trung tâm trong phát triển du lịch của Bắc Cạn, được xác định là mỏ vàng thu hút khách du lịch quốc tế. Để có thể quảng bá du lịch của tỉnh Bắc Cạn, những người con của địa phương này đã thực hiện bằng nhiều cách thông qua mọi hình thức nghệ thuật như hội họa hay các làn điệu dân ca, trang phục dân tộc. Họa sĩ Trần Giang Nam là một người con của tỉnh Bắc Cạn, đã có những tác phẩm hội họa nổi tiếng lan tỏa vẻ đẹp của Hồ Ba Bể, nơi được mệnh danh là tiên cảnh của núi rừng Đông Bắc Việt Nam. Với dáng vẻ của những cái người chèo thuyền thần thái, rồi đến những cái trang phục, đến những cái điệu then, nó có một cái hương vị tự nhiên, nó thôi thúc cái cảm xúc ở trong mình, nó làm cho mình cảm thấy nó muốn hòa vào đấy. Cái sự mộc mạc của đá này, cái màu sắc của đá này, cái màu của sự tự nhiên của đá này, nó khiến cho mình cảm thấy nó muốn hòa mình, bởi vì trong đó nó chứa rất là nhiều thứ. Biển trời bao la, cảnh sắc con người vùng cao được họa sĩ Trần Giang Nam sáng tác trong những bức tranh khắc gỗ. Đây là bức tranh Trăng Ba Bể, là một trong những bức tranh nổi tiếng mà họa sĩ Trần Giang Nam đã được đánh giá cao trong các cuộc triển lãm tranh toàn quốc. Đó chính là cái chất của người miền núi trong tác phẩm, trong bức tranh của tôi. Đấy chính là những cái điều mà tôi muốn truyền tải trong cái tác phẩm của mình. Chốn này chốn hèn anh em tung còn lung linh màu sắc em nổi còn sẽ chắc ngã đường ta. Mái chèo độc mộc vẫn hàng ngày ngược xuôi chở khách ghé thăm Hồ Ba Bể suốt 4 mùa xuân hạ thu đông.
giai điệu then ngọt ngào trầm bổng trong tiếng đàn tính của những cô gái Tày khéo léo và mến khách. Với cuộc sống đổi thay như ngày nay, ngoài yếu tố tâm linh, hát then, đàn tính còn được sân khấu hóa bởi đưa vào các hoạt động phục vụ du lịch, trở thành phong trào văn nghệ quần chúng tại các địa phương. Nội dung các bài then được các nghệ nhân đặt lời mời ca ngợi xây dựng nông thôn mới, ca ngợi những đổi thay của quê hương đất nước. Hát then đàn tính ở mỗi vùng miền có những làn điệu khác nhau và cũng ở mỗi vùng miền có những nét độc đáo riêng, trong đó có then Bắc Cạn được nhiều người yêu thích. Và mặt đàn đây chính là làm bằng gỗ cây ngô đồng. Và còn thân đàn thì làm bằng cây gỗ xưa, cây thường mục và cây đinh thối. Cây nào mà thẳng chắc thì kết hợp với quả bào này đánh ra và thoát ra được âm thanh trong và hay thì người ta sẽ sử dụng để làm cây đàn tính như này. Và mà khi được đánh vào để thu âm vào trong quả bào thì sẽ được thoát ra bằng những cái lỗ ở bên ngoài xung quanh quả bào mà em có thể nhìn thấy đấy ạ. Và hát then đàn tính cũng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Câu lạc bộ hát then đàn tính thôn Bắc Ngòi, xã Nam Mẫu những ngày đầu thành lập mới chỉ có 10 thành viên. Từ các nhóm biểu diễn mang tính chất tự phát, do đó hiệu quả phục vụ khách, thu hút khách du lịch chưa cao, những làn điệu, nhịp điệu chưa mang tính chuyên nghiệp. Sau khi được Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Bể phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn tổ chức các lớp tập huấn, dạy kiến thức, kỹ năng đàn hát để phát triển và nâng cao trình độ. Đến nay, câu lạc bộ đã phát triển được 35 thành viên. Từ đó, câu lạc bộ đã phát huy được hiệu quả, chuyển biến rõ rệt. Cây đàn tính này là cũng rất là lâu đời rồi. Từ ngày xưa thì các ông cụ, các ông bà cụ thì để truyền lại và các con cháu mà bây giờ thì phải gìn giữ nét bản sắc dân tộc của mình. Vâng ạ. Những đối tượng là từ còn bé, từ bây giờ đi học là lên lớp cấp 2 là bắt đầu là cũng có những cái lớp then dạy đàn tính để truyền dạy cho các con rồi ạ. Không phải là mỗi trẻ con đâu ạ, vâng, còn cả người già nữa. Truyền nghề và dạy nghề để gìn giữ văn hóa bản địa là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới ở những địa phương có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống từ ngàn đời nay. Truyền nghề từ nghệ nhân trong cộng đồng là phương pháp đào tạo nghề hiệu quả nhất mà Bộ trưởng Lê Minh Hoan, người đứng đầu ngành nông nghiệp, đã nhắc tới trong mục tiêu phát triển du lịch nông thôn ở nước ta. Có rất nhiều nghệ nhân, người ta còn đào tạo hay hơn là những cái thầy cô ở các cái trung tâm dạy nghề hay là các cái trường nghề, ngay cả trường nghề của bộ. Bởi vì đây là những cái nghề mà nó có thể mang tính chất dân gian truyền thống, mà chính những người mà người ta trải nghiệm người ta sẽ đào tạo tốt hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ đẩy ra được nhiều cái chương trình phát triển dạy nghề trong thời gian tới. Cây đàn tính này là gìn giữ nét bản sắc văn hóa của người dân tộc Tày, và mỗi khi mà du khách đến đây, đến hồ Ba Bể thì cũng là muốn để ngắm nhìn những cái vẻ đẹp của dáng người dân tộc Tày và được nghe những cái làn điệu hát then của người Tày. Và tôi thì cũng làm dịch vụ hát then đàn tính ở trên thuyền ấy, là phục vụ khách du lịch, và du khách đến đây thì được thưởng ngoạn và được ngắm cảnh hồ nơi đây và được nghe những cái làn điệu hát then đàn tính của người dân tộc Tày. Mái chèo độc mộc vẫn hàng ngày ngược xuôi chở khách ghé thăm hồ Ba Bể suốt 4 mùa xuân hạ thu đông. Giai điệu then ngọt ngào trầm bổng trong tiếng đàn tính của những cô gái Tày khéo léo và mến khách. Cứ như vậy, những làn điệu hát then đàn tính sẽ được gìn giữ và bảo tồn cho các thế hệ mai sau. Sau một thời gian hoạt động, câu lạc bộ hát then Nam Mẫu đã được rất nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Khi đến tham quan thắng cảnh hồ Ba Bể, các tiết mục luôn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Tày, những làn điệu hát then của các cô gái hòa quyện vào trang phục sắc áo chàm truyền thống của người Tày đã tạo nên một nét văn hóa rất riêng, độc đáo và ấn tượng với du khách gần xa.
Hát then là âm nhạc dân gian của đồng bào dân tộc Tày và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa của người Tày. Ở Bắc Cạn, để giữ gìn hát then, những chị phụ nữ ở đây đang cố gắng thành lập câu lạc bộ hát then, giống như các địa phương khác, để phát huy tinh thần đoàn kết, bảo tồn văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là những bạn trẻ ở làng Kim Hỷ đang cùng nhau tập hát và gầy đàn tính, để tới đây làng Kim Hỷ sẽ đón khách du lịch ghé thăm trong thời gian tới. Đây là bộ áo chàm, là cái trang phục truyền thống của dân tộc Tày. Và đi kèm với cả cái bộ áo chàm này thì mình còn có khăn mỏ quạ, rồi là có vòng cổ và có dây xà tích để làm nên được cái nét đặc trưng của cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Cái bộ trang phục này thì cũng chỉ nghe các cụ kể lại là có từ rất là lâu đời rồi. Kim Hỷ nằm khá xa trung tâm thành phố Bắc Cạn, khoảng 80 cây. Chính vì thế, cuộc sống của bà con hầu hết phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, tự cung tự cấp là chủ yếu. Xã Kim Hỷ có tới 10 bản với 411 hộ trên 1.800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao. Là xã có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, chủ yếu là núi đá, diện tích đất canh tác cũng không nhiều. Do vậy, việc phát triển kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn. Số hộ nghèo chiếm tới một nửa xã. Chính vì vậy, những người trẻ trong xã thường chọn cách thoát ly đi làm ăn kinh tế. Chỉ còn lại những người lớn tuổi như bà Hoan vẫn hàng ngày chăm sóc cho đàn gia súc, chờ các con trở về thăm quê. Nói chung là cũng có nhiều cái vất vả, thế nhưng mà nó được cái là được với cuộc sống ở đây yên bình và tất cả các sản phẩm mình ra đều là sạch cả. Mình tự làm, tự ăn thì đương nhiên là yên tâm rồi bà nhỉ. Ngô này là nhà mình có bán không ạ? Không, nhà bà thì ít người thì không làm được để mà bán đâu. Chỉ có để cung cấp cho gia đình không thôi. Dù người trẻ đã thoát ly, rời quê hương lên thành phố sinh sống lập nghiệp, nhưng những người ở lại như bà Hoan và các chị em trong câu lạc bộ hát then của Kim Hỷ sẽ nỗ lực hết mình để giữ gìn nét đẹp truyền thống của đồng bào Tày ở Bắc Cạn. Những bộ trang phục truyền thống duyên dáng của người phụ nữ Tày với chiếc đàn tính, những làn điệu hát then vang vọng núi rừng vẫn được truyền từ đời này sang đời khác. Và đặc biệt là những nếp nhà sàn cổ mà người Tày nơi đây quyết tâm phải gìn giữ lại. Đó là lối kiến trúc văn hóa đặc trưng mang niềm tự hào của người Tày nơi đây. Những ngôi nhà sàn lợp mái ngói âm dương kề vai nhau. Yên bình dưới chân núi Phia Cắm, mặt hướng ra cánh đồng bản than hiền hòa, chở che cho biết bao thế hệ con người sinh ra và lớn lên ở nơi này. Đó là chứng nhân bao đời, nơi vùng đất ôm ấp, lưu giữ, trao truyền bản sắc văn hóa dân tộc. Và đây chính là một lực để phát triển du lịch cộng đồng và cũng là điểm tựa cho sức mật xây dựng nông thôn mới của một tỉnh miền núi nằm ở phía đông bắc Việt Nam. Nói chung là bà thấy như thế là một cuộc sống như thế là quá, gọi là quá hứng thú với lại bà. Nhưng mà nếu mà nói chung là về tương lai sau này với các cháu thì chắc là sẽ phải còn có nhiều cái nó còn tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Bây giờ bà mong muốn là thứ nhất là có sức khỏe này. Cái thứ hai là cuộc sống lúc nào cũng bình yên này, không có gì sóng gió này. Và đến nay ấy thì tuy là một tỉnh khó khăn nhưng có thể đánh giá là xây dựng nông thôn mới Bắc Cạn so với cả nước thì khó. Nhưng mà so với chính mình thì họ đã vượt lên rất nhiều. Đặc biệt là người nông dân Bắc Cạn bắt đầu đã chuyển cái tư duy sang sản xuất hàng hóa. Rồi là cái tính cộng đồng, rồi là lan tỏa trong cộng đồng và cái nỗ lực của người dân trong cái việc mà đưa cái tâm, cái trí của mình để xây dựng nông thôn mới, rồi đặc biệt là phát triển kinh tế. Như lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chương trình OCOP và chương trình phát triển du lịch nông thôn nhằm tạo ra không gian phát triển kinh tế cho khu vực nông thôn và nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả và thực chất hơn.
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đó là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân nông thôn, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn.